Dạ vâng. Kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị, các bác cùng anh em thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2022, thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video này, em trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc một đôi loa rất nổi tiếng hàng dòng. Đó là đôi loa Chiyo Modern NS202, sử dụng là cấu hình loa 3 way, tức là loa 3 đường tiếng, gồm có một loa bát có đường kính là 25, màng giấy gân xếp vải tẩm dầu, dòng này càng đánh càng ra dầu, và cái màng bát phải nói là tuyệt đẹp. Nói về tuyến loa, đôi loa này thành vách tuyệt đẹp. Một loa chung giấy, một loa tép giấy, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh để tinh chỉnh cho giải tép cũng như giải nời ca sĩ. Và có một lỗ thông hơi phía trước mặt chúng ta, đôi loa rất nặng và đẹp. Và bây giờ thì em Tiến sẽ ra đo thông số 3 chiều của đôi loa này cho quý vị, các bác anh em chúng ta. Một bên này thì các bác thân mến, một bên thì em đã mở e căng ra và một bên thì em đậy e căng để các bác các anh em chúng ta dễ nhận diện về đôi loa của mình. Và thưa quý vị, các bác các anh em chúng ta, em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các bác trong ngày hôm nay đã ủng hộ cho mặt hàng của em Tiến Audio Hải Dương với những sản phẩm như là những quả súp trầm, rồi những đôi loa. Nói tóm lại là trong ngày hôm nay là em lên 3 video. Và video này là video thứ tư, thì 3 video rất nhanh gọn, bán trong từ buổi sáng đến tầm trưa trưa là hết các bác nhé, đã hết. Và bây giờ là một đôi loa video thứ tư, đôi loa Chiyo LS202. Đôi loa này có chiều cao là 66 các bác nhé, chiều cao của loa là 66, chiều rộng là 35 và chiều sâu là 33. Đôi loa quá tuyệt vời và quá đẹp. Chất âm của dòng loa này nó đã khẳng định về đẳng cấp của nó. Nó là hàng dòng các bác nhé. Hàng dòng có nghĩa là hàng được có hàng dòng nghĩa là những cái hàng mà có chất âm hay, có cái tiếng hay và được nhiều người săn đón ưa dùng, người ta gọi là hàng dòng các bác nhé. Thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta, về thông số kỹ thuật của đôi loa này thì em đã đo cho các bác rồi, 3 chiều. Còn đôi loa này là một đôi loa sử dụng cái màu vân gỗ rất sang trọng, đẹp, và thùng gỗ của nó là thùng gỗ nặng các bác nhé, thùng gỗ nặng, rất đẹp, rất tuyệt vời đúng không ạ? Và về cái cấu hình của thông số Modern kỹ thuật thì đôi loa Chiyo Modern là NS202, công suất 100W trên một thân thùng loa và có trở kháng là 8 ohm các bác nhé, trở kháng là 8 ohm. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản, Japan, Made in Japan các bác nhé, Made in Japan. Rồi rất ok, đôi loa đẹp, không có chỗ để chê, rất đẹp. Một đôi loa hàng bãi mộc mạc và tuyệt vời, không có điều gì để chê cả các bác nhé, rất đẹp, quá tuyệt vời luôn. Và đôi loa này thì em Tiến đang có một cái mức giá bán rất yêu cho quý vị, các bác anh em chúng ta, đó là giá 6.800.000 đồng. Và bây giờ thì em sẽ tiến lại cái máy quay rất gần để soi về các cái tuyến loa. Các bác thấy đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Và đây là loa chung này, quá đẹp. Loa tép này, quá xuất sắc nha. Và đây là thùng loa, màu thùng loa. Nó nhẵn nhụi, vuông hộp sắc cạnh. Tuyệt vời đẹp luôn. Đó, rất đẹp nha. Đó, chúng ta thấy không? Rất đẹp. Và bên này, quá đẹp đúng không ạ? Em quay rất chậm và rất sát. Quá đẹp đúng không ạ? Quá xuất sắc về tuyến loa. Quá là ok nhá anh em nhé.
Đó. Rồi ok nhá, quá đẹp. Đôi loa Chio em vừa giới thiệu cũng quay kỹ cho anh em rồi. Đôi loa Chio model NS 202 này. Đôi loa này có giá 6.800.000 đồng các bác nhá, 6.800.000 đồng. Và sự phối ghép đó là chiếc âm đi Bioner SA 7825 mã, đẹp xuất sắc luôn. Chỉ cần đẹp hay không, chúng ta hãy nhìn và khi em quay rất gần thì các bác cũng đã đủ biết về cái độ đẹp của em âm đi này. Nó hàng bãi như này là cũng thuộc vào dòng hàng rất hiếm các bác nhá, hàng rất hiếm. Chiếc âm đi có ba bọc hồi gỗ và chiếc âm đi bán riêng chiếc âm đi là 10.500.000, còn hồi gỗ là 1.100.000 đồng một cái các bác nhá. Và bây giờ thì em Tiến xin mời quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đến với buổi ghép nhạc test âm thanh. Tức là em sẽ test âm thanh cho quý vị các bác, các anh em chúng ta về chất âm của đôi loa này. Các bác sẽ được nghe âm thanh của nó, tiếng bass cực kỳ mềm và sâu xa, dải trung âm của nó lồng lộng. Các bác sẽ được nghe sau bản test này. Và ngay bây giờ mời quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy cùng thưởng thức âm thanh về đôi loa Chio hàng dòng này. Hãy
một niềm nỗi nhớ thương xưa đen tuyền sẽ cho ta ngày về thăm duyên. Em ơi đêm cuối cùng gần nhau sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành. Em ơi đêm cuối cùng gần nhau sợ rằng một ngày mai giấc mộng.